Về vụ án đang được dư luận quan tâm của tử tù Hồ Duy Hải, ngay sau khi người con trai duy nhất của mình là anh Hồ Duy Hải đã được hoãn thi hành án tử hình vào những giờ phút chót, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ ruột của anh Hải, đã có đơn kêu cứu lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trong đơn đề nghị được giám đốc thẩm, bà Loan đã kêu oan, đề nghị Chủ tịch nước xem xét khẩn thiết bản án kết tội Hồ Duy Hải đã có hành vi giết hai nữ nhân viên tại bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vào đầu năm 2008. Trong đơn của mình, bà Loan đã nêu 5 vấn đề cần phải làm rõ như con trai của bà không bị bắt quả tang mà chỉ bị bắt sau hơn 2 tháng, không hề có nhân chứng nào nhìn thấy anh Hải gây án. Kết quả giám định dấu vân tay cả 10 ngón của Hải không trùng khớp với dấu vân tay phát hiện được ở hiện trường. Ngoài ra, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã không thu giữ được hay phát hiện ra bất kỳ tang vật gây án nào. Sau đó, cơ quan điều tra đã tự ý mua dao, thớt ở chợ là những vật được cho là tang vật của vụ án về để bổ sung vào hồ sơ điều tra. Hồ sơ vụ án có nhiều điểm sai sót, vi phạm quy trình tố tụng như tự ý chỉnh sửa các bản khai, tiến hành nhận dạng người, tang vật nhưng không có người chứng kiến. Thưa quý vị, nhằm rà soát xem xét lại các bản án có dấu hiệu oan sai, Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa yêu cầu đoàn luật sư các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về các vụ án oan sai trong lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự cho Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Hồ sơ các vụ án sẽ được dùng để phục vụ cho đoàn giám sát tình hình oan sai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị các đoàn luật sư cung cấp thông tin, hồ sơ các vụ án xảy ra tại địa phương mà việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng có dấu hiệu rõ ràng về việc làm oan người không có tội. Các vụ án hình sự đã có bản án, quyết định của cơ quan tố tụng xác định bị can, bị cáo không phạm tội. Ngoài ra, các vụ án hình sự xảy ra tại địa phương mà việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự. Giới hạn các vụ án hình sự oan sai xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2011 đến ngày 30 tháng 9 năm 2014, hạn chót để gửi hồ sơ là ngày 20 tháng 12. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan. Trên cơ sở này, Ủy ban Tư pháp đã đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp cung cấp thông tin phục vụ đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để chăm nuôi rồi.